mua xe hay là không mua, xe mới hay mua xe lướt, lãi suất ưu đãi thế nào, thời hạn trả nợ ra sao, làm sao để tối ưu tài chính vay mua xe dịp Tết, cùng tìm hiểu trong Tài chính thông minh. Làm nghề chụp ảnh quay phim đã được 7 năm, anh Pháp Anh thường xuyên phải di chuyển cùng với nhiều đồ nghề đến nơi chụp cho khách, nên mục tiêu cuối năm, anh dự định mua ô tô để phục vụ công việc. Mình hay đi tỉnh và đồ đạc thì rất là nhiều, thế cho nên là mình rất là cần xe. Thì trước đây mình là hay có ở gần nhà có cậu bạn thì hay bức xe cậu đi rất là tiện, thế nhưng mà nó cũng không chủ động công việc được. Thế cho nên là tiện đây thì vấn đề tài chính cũng rất là ok này, cộng với lãi suất cho vay cũng tốt này. Và thứ ba nữa là cái giá xe bây giờ cũng rất là tốt, nên là mình đưa ra quyết định là sẽ có thể là sắm xe trong cái dịp trước Tết này. Thủ tục để vay mua xe trước đây đòi hỏi rất nhiều bước, nào chứng minh thu nhập, có tài sản đảm bảo. Thế nhưng giờ đây anh Pháp Anh chia sẻ, được hỗ trợ nhanh gọn, ngân hàng sẽ dựa trên dữ liệu giao dịch của khách hàng để duyệt khoản vay. Mỗi khách hàng sẽ có những cái về cái chân dung tài chính cũng như là chân dung về thói quen tiêu dùng nó khác nhau, và bị băng dựa trên những cái thông tin mà bị băng có được là sẽ phê duyệt ngay trong vòng 5 phút cho khách hàng. Không chỉ hỗ trợ về thủ tục, lãi suất cho các khoản vay mua xe rất ưu đãi, từ 6,5 đến 10% một năm, tùy thuộc vào việc khách hàng lựa chọn gói vay. Như trường hợp của anh Pháp Anh, ngân hàng đưa ra mức hỗ trợ lãi suất là 8,5% và anh có thể vay đến 80% giá trị xe. Thêm nữa, thời gian trả nợ kéo dài nên áp lực tài chính với anh được giảm rất nhiều. Thấy một cái lưu ý rất hay đó là trước đây thì mình đã có quan tâm đến cái xe cũ ấy, thì không, hầu như là không được hỗ trợ cho vay. Thì bây giờ mình thấy VBank còn cho vay đến hỗ trợ đến được 8 năm, và xe mới như nếu mà định lấy thì là sẽ là 9 năm. Để đáp ứng tiêu chí hỗ trợ tối đa tùy theo nhu cầu của khách hàng, ngân hàng này cũng hỗ trợ nếu khách có khả năng trả nợ sớm hơn. Trả trước hạn thì VBank đang có những cái mức cho phép khách hàng là nếu mà trong tình huống khách hàng cam kết trả nợ mà trong vòng 4 năm thì VBank sẽ không có phí trả nợ trước hạn. Mặc dù các chuyên gia đánh giá mua xe cuối năm, khách hàng sẽ là người được lợi kép từ chính sách giá của hãng xe, chương trình ưu đãi lãi suất từ ngân hàng và cả hỗ trợ về pháp lý, nhưng khách hàng cũng cần tỉnh táo, tránh bị vung tay quá chán. Mà chọn lựa cái xe thì đối với cái việc mà đã có bên hỗ trợ tài chính như bank thì khách hàng nên lựa chọn một chiếc xe vừa với sức tài chính của mình để đảm bảo có thể là chạy xe trải nghiệm tốt và cũng như là có thể là trả nợ cho ngân hàng nó được tốt hơn, thay vì chọn những cái xe mà quá tầm với chính bản thân có thể gây khó khăn về tài chính cho bản thân và gia đình. Xác định mục tiêu phân khúc, thương hiệu xe muốn mua, hoạch định khả năng tài chính hiện tại và tìm kiếm các gói vay phù hợp khả năng, tìm kiếm chuyên gia hỗ trợ tính toán tài chính chi tiết và phòng ngừa rủi ro trong khả năng bất khả kháng là những điều người tiêu dùng cần làm để vừa có phương tiện đi lại ngày Tết, vừa không bị áp lực, mệt mỏi khi sử dụng dịch vụ ngân hàng. VPBank, vì một Việt Nam thịnh vượng.